Lễ hội Tuyết 2018 được tổ chức trong khu vực Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai và trên sân ga đi cáp treo Phan Xipang. Tại đây, quý khán giả sẽ được tham gia vào các trò chơi dân gian truyền thống, đồng thời thưởng thức nhiều tiết mục văn hóa, nghệ thuật mang đậm bản sắc của năm dân tộc thiểu số Sapa trong không gian tuyết phủ trắng xóa. Bên cạnh đó, tham gia trò chơi team building hay hòa mình trong âm nhạc hiện đại cũng là những lựa chọn thú vị cho quý khán giả nào yêu thích các hoạt động đầy sôi động. Hôm nay bọn em được lên đây thì rất là hào hứng và rất là vui vẻ để bọn em thể hiện những cái bản sắc của bọn em. Lễ hội tuyết sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 31 tháng 12, là một trong bốn hoạt động chính của lễ hội mùa đông Sapa. Sau đó, lễ hội mùa đông vẫn sẽ tiếp tục diễn ra tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend đến hết ngày 20 tháng 1, 2019.